Xin chào tất cả các bạn, hôm nay tôi tiếp tục hướng dẫn các bạn cách đo độ cứng đối với thang đo Rockwell ký hiệu là HR. Và cái thang đo hôm nay tôi muốn hướng dẫn cho các bạn đó chính là thang đo HRA. Và quy trình đo vẫn được thực hiện trên máy TK2 do Liên Xô sản xuất. Thì đối với thang đo HRA, cái mũ đâm của chúng ta sử dụng vẫn là mũ đâm bằng kim cương, đầu này bằng kim cương này. Và cái tải trọng mà chúng ta sử dụng đối với thang đo HRA là 60 kg lực. Do vậy rằng là chúng ta phải bỏ bớt hai quả đố trọng khi mà chúng ta so với khi mà chúng ta đo độ cứng thang HRC ra. Đây chính là cái tải trọng mà chúng ta cần đặt là 60 kg lực. Sau khi mà đặt được tải trọng và chọn được mũ đâm rồi thì chúng ta sẽ đặt cái mẫu mà chúng ta cần đo lên trên cái bàn gá và khởi động máy. Quay cái bàn gá để mẫu đi lên phía mũ đâm. Và khi mũ đâm của chúng ta nó chuẩn bị tiếp xúc vào cái bề mặt của mẫu chúng ta cần đo thì chúng ta bắt đầu quan sát trên cái đồng hồ hiển thị này. Đấy. Và chúng ta cũng quay sao cho cái kim dài của chúng ta nó đi qua cái vị trí 12 giờ này. Đến lần thứ 3 thì chúng ta dừng lại. Về mặt khoa học thì người ta quy ước rằng là chúng ta quay sao cho cái kim dài của chúng ta nó thẳng với cái vạch màu đen này ở trên máy, và cái kim ngắn nó thẳng với vị trí chấm đen ở trên máy này, vị trí chấm đen. Thì như vậy là quá trình chúng ta đặt tải trọng là đạt. Đấy. Tôi bắt đầu tiến hành quay này. Đấy, kim đi qua lần thứ nhất, kim đi qua lần thứ hai, và đến lần thứ ba thì chúng ta dừng lại. Lần thứ ba thì chúng ta đấy. Thì đến đây cũng xảy ra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là cái kim dài của chúng ta nó vào đúng cái vị trí quy ước là cái vị trí vạch màu đen, thì như thế là đạt chuẩn 100%. Nhưng mà chẳng may chúng ta có hơi quá tay làm cho cái kim dài chúng ta nó đi qua cái vị trí quy ước là cái vị trí vạch màu đen này một chút, thì chúng ta cũng chỉnh tinh bằng cái vành ở dưới này. Đấy, chỉnh tinh sao cho cái đầu A0C chúng ta nó vào đúng cái đầu của mũ đâm của chúng ta là được. Đấy, chú ý rằng là cái chỉnh tinh này chỉ áp dụng cho trường hợp cái vạch, cái kim dài của chúng ta đi quá so với vị trí quy ước chúng ta 1 đến 2 đơn vị. Còn nếu nó qua nhiều quá, ví dụ đến vị trí 1 giờ này hoặc là nhiều hơn nữa, thì cái phép đo đấy coi như là hỏng. Chúng ta phải tiến hành đo lại. Sau khi mà đã chỉnh chuẩn rồi, chúng ta sẽ ấn cái nút này. Đấy, dứt khoát và thả tay ra. Khi đó cái kim dài của chúng ta nó bắt đầu di chuyển và cái giá trị màu đen hiển thị ở trên cái đồng hồ hiển thị này chính là giá trị độ cứng của cái mẫu chúng ta cần đo. Và thang này là thang HRA. Đấy, ví dụ ở trên cái màn hình này thì cái giá trị độ cứng của chúng ta mà đo được là 55,5 HRA. Đấy, 55,5 HRA. Đấy. Và thông thường nếu mà chúng ta tiến hành đo thì chúng ta phải tiến hành đo 3 lần và lấy trung bình là chuẩn nhất. Và một vài chú ý khi mà chúng ta tiến hành phép đo trên máy TK2 đó là nếu mà chúng ta để cái máy này qua 24 giờ mà chúng ta không đo đấy, thì cái lần đo đầu tiên thường là chúng ta là bỏ. Tại vì cái lần đo đầu tiên á, chúng ta quy ước đó là lần chúng ta chỉnh máy và chỉnh cái mẫu chúng ta cần đo sao cho nó về giá trị chuẩn nhất. Đấy. Và từ giá trị đo thứ hai trở đi thì chúng ta bắt đầu lấy giá trị đó là giá trị đo độ cứng. Đấy là toàn bộ nội dung của tôi về hướng dẫn các bạn đo độ cứng thang đo HRA trên máy TK. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong những video hướng dẫn tiếp theo của tôi. Xin chân thành cảm ơn.